Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 6 tháng 2, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh và Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đã tổ chức lễ gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum cho 4 công trình. Dự lễ gắn biển có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Ngọc Tuấn. Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đã tổ chức gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum đối với công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Bà Triệu, đoạn Hoàng Thị Loan, Nguyễn Viết Xuân. Công trình chỉnh trang đô thị, cải tạo vỉa hè, hệ thống thoát nước, cây xanh và hệ thống điện đường Trần Phú, đoạn Trường Chinh, Nguyễn Huệ. Đây là hai công trình được thành phố đầu tư xây dựng nhằm từng bước nâng cấp chỉnh trang đô thị thành phố Kon Tum theo hướng xanh, sạch, đẹp, văn minh trong giai đoạn 2021-2025. Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh gắn biển đối với hai công trình gồm đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi quốc lộ 24, công trình thi công từ tháng 10 năm 2018 và hoàn thành vào tháng 10 năm 2021 với tổng mức đầu tư hơn 760 tỷ đồng. Công trình đường và cầu từ tỉnh lộ 671 đi quốc lộ 14, công trình bắt đầu xây dựng vào tháng 12 năm 2017 và hoàn thành vào tháng 12 năm 2022 với tổng mức đầu tư gần 250 tỷ đồng. Các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng đã tạo ra tuyến giao thông quan trọng, góp phần thay đổi bộ mặt đô thị thành phố Kon Tum và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.